Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Và hôm nay như title ở bên ngoài, mình sẽ làm một cái make up mà mình nghĩ khá là hợp Tết, cũng như là sẽ có những cái outfit idea, cụ thể là khoảng 10 cái outfit idea ở trong video này, để mọi người có thể có thêm gợi ý để mix đồ đón Tết nhau. Tại vì cũng có khá là nhiều bạn comment ở trên TikTok của mình này, rồi thì direct Insta của mình bảo là làm những cái video dạng Tết như này đi, và lâu không làm video dài, hơi nhớ nhớ một tí. So, làm cái video YouTube này và ok, bắt đầu video nhá. Đầu tiên thì mình sẽ dưỡng ẩm bằng cái em 62% Hyaluron Complex Ampoule này. Cái serum này thì có một chị ở công ty mình, chị hồi trước làm spa với hàng nghiên cứu khá là sâu về mỹ phẩm ấy. Chị đã recommend cho riêng cái thể trạng da mặt của mình. Mình dùng gần hết rồi và mình phải mua chai thứ hai mọi người. Cái độ dưỡng ẩm của em này khá là ok, sẽ hơi dính nhẹ một tí, nhưng mà mình cảm nhận được là nó thẩm thấu trên da rất là tốt luôn đấy mọi người. Biết có một đợt tự nhiên mình bùng mụn lên đến mức mà mình phải uống ISO rồi mọi người. Trong những lúc da khô như thế, mình dùng con như này và mình cảm thấy nó cấp ẩm ok nhá. Nghe nói hôm nay là cái ngày nắng cuối cùng, xong tuần sau lại chuyển sang rét. Chắc là lúc mình đăng cái video này thì trời đang rất là rét. Nhưng từ lúc make up thì mình ưu tiên dùng những con kem chống nắng như thế này. Mình đã dùng con này trong rất là nhiều video rồi, là Paula's Choice. Nó sẽ không có màu gì cả nha mọi người, nó chỉ trong trong thôi và nó có cái texture rất là ẩm. Tết nhất thì mình muốn cái lớp nền trông nó hơi mỏng nhẹ một tí thôi. Ý là vẫn che khuyết điểm nhưng mà nó mỏng nhẹ vừa đủ, chứ nó không bị dày quá, trông nó sẽ rất là già ấy. Nên là mình dùng cái con này của O2 Packaging rất là đẹp luôn. Nó là dạng phấn nước ấy mọi người, nên là dùng mùa hè hay là mùa đông đều ok nhá. So sánh hai bên khá là khác rồi đúng không? Mình sẽ tán nốt bên này y như thế luôn. Tiếp theo mình sẽ dùng phần mà Ophelia màu Rosy. Mình thấy là cái em Rosy này, cái mã Rosy riêng cái mã này thôi ấy, thì đợt này mọi người bảo đang bị sold out. Và hôm trước mình vừa thấy pre-order restock, tức là hãng thấy nhu cầu của thị trường nhiều ấy, thế nên chắc cũng đang chuẩn bị restock rồi. Nên là trong thời điểm mà đăng video này, nếu mà mình thấy nó restock rồi, mình sẽ gắn link ở bên dưới cho mọi người nha. Nhưng mà đúng thật, có lý do nó mới sold out thế cho mọi người nhìn dán lên này. Texture mỏng nhẹ tự nhiên kinh khủng và nó đẹp vào cái lớp make up của mình luôn ấy. Dù mọi người có lỡ lấy hơi nhiều ra một tí nhá, mọi người để lên má nó cũng không bị quá lố đâu. Thế này thì đã rất là xinh rồi, nhưng dạo này mình hay áp dụng cái kiểu đánh má hồng hai lớp, tức là một lớp kem trước sau đó đánh một cái lớp phấn, hoặc là một cái lớp má hồng mà nó hơi matte hơn một tí ở bên trên. Mọi người cũng có thể áp dụng cái kiểu này nếu mà mọi người cũng hay bị trôi cái phần má hồng đi ấy, thì đánh hai lớp như này sẽ giữ được rất lâu nha. Mình sử dụng ở trên là một cái em phần má hồng của Flotty màu số 1. Cái này thì là màu hồng lạnh mọi người ạ. Tông nó hơi sáng một chút xíu. Mình ít khi tạo khối mũi với cả tạo khối mặt lắm. Tại vì mình cảm giác là riêng mặt mình thôi nhá, thì tạo khối như thế lên nó hơi bị già ấy. Thế nên là mình sẽ tạo một tí ở đầu mũi, cũng tạo cảm giác vừa yêu mà vừa thon gọn hơn đúng không? Với cả một tí ở cằm nữa. Cái make up này nhìn hơi giống Amco make up nhở. Mình lấy cảm hứng từ một số những cái ảnh make up, mình sẽ để trên màn hình cho mọi người xem nhá. Và tông chủ đạo sẽ là hồng với cả nâu. Nâu thì cũng là nâu lạnh luôn nhá, như là những cái màu nâu như này ở trong bảng của Yodido này. Mình thấy chất lượng của hãng mỹ phẩm này khá là ổn định, với cả giá thành cũng rất là ok. Mình gảy sợi, một vài sợi ở đầu và một vài sợi ở đuôi trước. Sau đó thì mình sẽ tô thêm một tí ở trong lòng của lông mày bằng cái màu nâu nhạt nhạt thôi. Tại vì tóc mình màu cũng hơi sáng ấy mọi người. Mình trộn hai màu này nhá. Lông mày với tóc mà giống nhau một cái là cảm giác make up lúc lên một tầm cao mới luôn ấy. Tầm mi. Mình nhìn thấy cái đầu của mascara này không? Trông nó rất là dị ấy, nó chỉ là một cái mảnh vát vát thôi. Nhưng mà khi mà chuốt lên kết quả rất là ok nha. Của một hãng tên cũng rất là lạ là Rinula vậy.
Mickey eyeliner màu nâu của BBA. Như thường lệ thì mình sẽ đánh một cái màu son làm nền trước là cái màu BBA màu 09 Marigold này, thì nó cũng là kiểu tông hồng lạnh luôn mọi người ạ, và nó nhạt nhạt thôi. Cuối cùng thì mình sẽ thêm một tí highlight nữa. Uốn tóc xong rồi thì mình sẽ dùng cái máy là để làm một tí phần mái nữa. Phần mái bên này của mình nó hơi cong cong. Oh,